Kế đi cá, kế đi con. Hôm nay bé Luna được 1 tuổi con nè. Trời ơi, tóc tai nè, từ lúc mà mới sanh cho đến bây giờ 1 tuổi cũng chưa có cắt tóc nữa. Mà tóc nhiều ơi nhiều, hẳn mắt tóc to luôn á. Hôm nay 1 tuổi mà trời ở ngoài thì mưa quá, đâu có dẫn đi đâu được. À, bắt đầu bà cháu ở nhà, hôm nay thứ bảy nha. Thứ bảy rồi mẹ không có nấu ăn gì hết, mà bà cũng chẳng muốn nấu ăn gì hết. Đi làm cả tuần mệt quá, bây giờ mua đồ về ăn thôi. Thì mẹ đi chợ mua đồ rồi, thì cho nó ở nhà đây, mấy chị này đang ngồi chơi nè. Trời ơi luôn á, nó chơi cả ngày luôn á. Bé nhỏ này á, 1 tuổi vậy chứ mà không biết đâu, mình phải canh nó cho nó chơi vậy. Nó chơi vậy chứ nó đụng đồ nhỏ nhỏ nó hay bỏ miệng nhai cho nên mình sợ. Nhưng mà ngoan lắm. Thấy vậy chứ đồ chơi biết không có dám bỏ miệng ăn. Đó, mình phải canh chừng lâu lâu để ngồi chơi gì mình cũng phải canh chừng. Đó rồi còn chị lớn này chơi mấy cái đồ nhỏ nhỏ gì ấy, là phải chơi xong nó phải sắp cốt con cái đồ chơi nào thích nè, là phải để lên trên kệ cho nó chơi xong á là phải cốt đồ. Con này biết giỏi tay rồi đó, cả nhà giỏi tay con ấy, giỏi quá, giỏi quá, tóc là quá nhiều luôn. Bữa nay 1 tuổi giỏi quá. Rồi chị lớn này á là chơi đã rồi đời rồi, bây giờ bắt sắp đồ vô cốt nha. Có khi á thì xuyên có khi nó nằm ngủ. Thì là ở Mỹ này nói cực nha. Ở Mỹ này nói cho coi cháu cái đồ không có nhiều Việt Nam mà mướn người ta coi được đâu cả nhà. Thứ hai cho tới đó bé thì 1 tuổi, con bé thì 3 tuổi mấy gần 4 tuổi gì chứ mà. Thứ hai tới 6 là phải đi học. Đi học từ sáng cho tới 3-4 giờ chiều, đón về rồi còn có khi 4 giờ, có khi 5 giờ. Rồi cái phòng này là phòng khách nè, mình phải chọn lại để mà như một cái chuồng của mấy con cho con để mà hai chị nhỏ vào mà nó cứng cho nên nó không có mở ra được chứ không thôi. Rồi tới giờ chơi, cho chơi vậy đó, rồi tới giờ ăn, đúng là không có bình nước để bên cạnh hay là khát nước thì nó uống. Tới giờ ăn á là tới giờ ăn quà thì cho ăn quà, tới giờ ăn cơm nha, không có cho ăn lộn xộn. Ở đây á, đúng giờ nó ăn á thì nó ăn nhiều, còn không thôi nó ăn vặt á thì nó đâm ra nó mập cho nên không cho nó ăn. Rồi đó chị nhỏ này rồi nhai rau rồi nhai rau ăn đồ hỗ trợ không, nó xinh lắm, nó như con chó con vậy á con ha, như chó con vậy. Giờ đó giờ đó đeo giờ sọc giờ chào nè.